Cái gì ấy mà? Đưa đây. Này, sao mày suốt ngày ngồi mình cái máy thế? Hay là mày có vấn đề về thần kinh? Mày đi ra chỗ khác đi. Thật sự ấy, tao chả hiểu sao mày cứ suốt ngày tự kỷ với mình đấy. Sao không ra kia chơi với mọi người? Mày thích cái gì? Để xem trình độ kia của mày thế nào nào. Nhưng mày phải nhắm mắt lại cơ. Mày có thấy kỳ diệu không? Gì cơ? Cách mà thế giới giao tiếp ấy. Có thể đối với chúng ta, đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Nhưng đối với loài ve, thì đó lại là những bản tình ca thật đẹp. Mà không chỉ có ve đâu. Nếu mày để ý, thì mày sẽ thấy thế giới xung quanh chúng ta luôn không ngừng giao tiếp. Và mỗi âm thanh nhỏ nhất được tạo ra để mang ý nghĩa riêng của nó. Như là cách chú gà gáy vào mỗi buổi sáng để báo với mọi người rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hay là cách chú chó sủa và vẫy đuôi vui mừng khi nhìn thấy chủ sau một ngày dài. Và đôi khi, một âm thanh còn có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Sao thế? Như tiếng leng keng của xe đầy rác chẳng hạn. Âm thanh này nghĩa là gì? Tức là mang rác nhà mình ra đổi chứ không gì? Không hẳn. Âm thanh này còn tượng trưng cho cuộc sống mưu sinh luôn tiếp diễn đến nơi bản thân và gia đình. Và cũng là sự lao động, sự đóng góp thầm lặng cho xã hội mà không phải lúc nào cũng nhận được sự đánh giá xứng đáng. Và cũng để chúng ta trân trọng những gì mình đang có, bởi đó cũng có thể là ước mơ của người khác. Nếu nghĩ như vậy thì trên đời này có nhiều âm thanh đặc biệt lắm.